Đấy. Chợ hôm nay lại có vẻ đông vui đấy. Triển lãm bán bớt rồi đấy. Chào các bác cô chú anh chị đang trở lại chợ Vạn Phúc Hà Đông nhá. Cây của anh đây đúng không? Nhìn cái mặt đằng kia chân móng ác hết nhỉ. Tì hưu à? Tì hưu à? Có vào không có ra đây. Không hiểu là cái con gì. Tì hưu đấy. Đây. Hai chân sau đây. Đuôi đây. Đấy. Thì sao về sớm thế? Đó, về chiều lại sang. Nhớ chợ lại về. Đi nhiều sới một lúc. Đấy, đầu đây. Đầu này. Hai cánh này. Con này kiểu con nhân sư kiểu có vừa có cánh này vừa có con thì hình thú đấy. Qua này từ tối này. Bao nhiêu con này đây anh? Này là 30 rồi. 30. Rồi. Giá yêu thương. Đấy, sau làm cái cánh bên này thấp tí nữa, thấp tí. Đuôi đây đẹp rồi. Đầu đẹp rồi. Đầu đuôi là ngon rồi. Chân đúng mông nở này, chân hai chân bè. Con này mà. Đây này. Mặt đằng sau là mặt sau thì chắc là phải tác động. Đấy. Sau là tác động. À, đúng rồi. Sau anh à. Sau làm bớt chỗ này đi nhỉ. Đấy, đục mèo nó đi thôi. Đục mèo nó đi thôi. Bài đọc số của nghệ nhân cái. 0936 0936 292 377. Đấy. Hôm nay mang một con đi thôi đúng không? Không 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 sốt. Hôm qua lấy mà cơ bản mấy hôm nay mưa ướt ướt nhỉ? Mà ướt mà hôm qua tối hôm qua lấy này. Hàng này mà lên chậu hai người kia. Hai người kia đấy. Hai người kia. Tối hôm qua cho xuống này. Chắc cái dài cỡ khoảng độ 70 cái chậu nhỉ? Cũng là cả người cho xuống được. Cái chậu chắc khoảng 70 mới vừa. Đang làm mày tầm đấy. Dài 70. Không tầm 60 là. Đấy. Tì hưu đấy. Già đấy. Đưa về để tiền chỉ có vào không ra. Đẹp đấy, đẹp. Sẹo hơi to chút thì nuôi thời gian. Đánh kiện để kia. Tí nữa sang. Tí nữa sang. Cái này của bác nào đây? Thắng. Tiếp chơi khủng thế. Con này mà cho lên xe rồi nhỉ? Về nặng chết. Đã được mớ đồ mẫu rồi. Sực. Ra đây phải giảm cấp đây. Ở nhà không giảm cấp. Ở nhà Z. Ở nhà Z. Dơ lên lại đặt xuống. Sao nào. Thắng không ra chào giá nhỉ. Thắng chào giá cái này bao nhiêu đấy? 25. 25 à? Bán rẻ thế. Rẻ thì có người mua. Thắng bán 25 đấy. Nhưng mà sáng nay kiểu gì hai người khiêng lên đây à? 4 người đó. Làm gì có người khiêng được. Nhưng mà chở thế này mà không lều đều nhỉ? Bình thường. Nghệ nhân có muốn ship đi miền Nam không? Có. Đọc số đấy. 0979 0979 796 796 881 881 Miền Nam đang lũ lụt bán là nới giá để đi đấy. Lại đi qua miền Trung. Đi qua miền Trung. Cây bánh Nam Bìa. Đang cắt cao độ 60 phân nhỉ? 50 phân. Chậu này rộng đang rộng khoảng 80. Soi vừa nãy soi cây hàng đầu rồi. Soi chưa? Đấy, anh em nhé. 50 cao. Các bác xem đi. Nay Hiền huynh không mang con gì đi ạ? À?
đâu của anh đấy, trước con này là con này này à, đấy gì con này con kia gì sân trước à. Cái này bao tiền đấy à. Cái đấy bao tiền đấy, cái này báo khách á, đây này đúng không à, báo với khách á, vâng khách là 17 triệu, 17 đồng à, tưởng của anh Dũng 17 triệu, 17 đồng thôi. Còn cái này căn căn bộ xoay xoay mặt sau thì ra này xoay ra vâng. Đấy, ra để quay toàn bộ đấy, mặt sau thấy có vẻ nở đấy. Ừ, con này ba vai này nó được cái mặt mà ừ. Được cái thân già sáng nó cũng u cục hết đấy, đang bắt đầu chuẩn, nếu mà nuôi là chuẩn bị quá mạnh là làm nó nhanh dễ làm đúng không? Dễ làm, dễ làm. 17 đồng. 17. Liên hệ luôn số đi nhỉ. Rồi rồi. 0982 0982 705 705 096 096. Và yêu thương được thì cứ alo. Đấy, nói lời yêu thương với nhau đi. Xoay lại ba nữa nha. Rồi ok, xoay đi. Rồi, đấy. Xích quả súng nha. Đấy là một thân ấy, không phải là ghép à. Một mà. Mọi người cứ bảo nhìn thấy cái này đẹp quá rồi bảo là ghép. Ừ. Mọi người nhìn ngoài bảo là cái này đẹp quá mà lại bảo là ghép, nhưng không phải là ghép đâu. Ghép. Vâng. Có lời liền chưa? Thì đấy, đang nói là mọi người mà xem ở trên Face trên đấy thì bảo là đẹp quá thì bảo là ghép, nhưng nó không phải ghép. Là ghép nhá. Các bác nó là liền của nó đấy. Nó là đất liền. Đất liền. Cây của anh Dũng à? Đại gia Dũng. Cây VIP của anh Dũng ơi, cây này bao tiền anh Dũng ơi? Anh Dũng ơi. Chú Dũng ơi. Cây bao tiền nhỉ? 60 triệu. 60. Anh có đọc số cho anh em biết không? 60 triệu. Đấy, cái này giao lưu chắc tại nhà. Đấy, thân sạch, mỗi tội hơi đen đen thôi chứ thân đấy là đẹp rồi. Chủ này nổi tiếng rồi, chủ này nổi tiếng rồi, không cần lên tiếng nữa. Đấy anh em, đây của anh Dũng, đây lại của Xuân Trước đây. Xuân Trước, cô ba này, dưới cái sung. Đấy. Đấy, cái dưới đẹp này hôm trước chưa bán à? Rồi, sung. Đây chỉ còn một cây sung thôi đúng không? Vâng, anh ngồi đi. Trên này là của người khác đây đúng không? Bảy Châu. À, của bác Thành Dâu. Thành Dâu. Rồi. Đấy, nhìn chỗ này, nhìn chỗ sâu tiếp, sâu xa tiếp. Chậu nhìn thấy nặng lắm. Chờ giỏi đấy. Đấy, tỷ hưu chồng mông này. Tỷ hưu chồng mông. Đấy, làm cái tay bên này thấp xuống. Thấp xuống. Rụt hơn. Đuôi này cũng vậy. Con này thì được, con này thì không cần phải thân chủ đâu. Đấy, nhìn bò đang chạy đấy, đang săn mồi đấy. Thoải mái. Săn mồi đấy. Chúng là lạ cây đấy. Ai thích chơi hình thú thì chơi đấy. Ngồi đây cưỡi được đấy. Cưỡi được. Làm thấp cái tay này xuống. Đây này. Rồi, ok, đầu đây. Ít tiền hơn đầu. Dị thú mà. Ok các bác. Đấy. Hồng Ngọc Mai. Chào bà chủ nhá. Ấy giờ ông tị này nhiều cây đẹp quá. À, cái này đây. Đấy, cây đấy bao nhiêu tiền đấy ông? Cái này 3 triệu. 3 triệu. Ông không cho mượn cho sờ nó cái này.
Ờ, gốc cũng to đấy. Chậu đẹp. Năm năm đấy. Như cái đĩa này. Ôi luôn. Quá hay luôn. Nè. Đấy, chân về. Như đĩa xôi. Đấy. Ông kiếm. Vừa cắt đây, hôm qua vừa sửa. À, hay quá. Cái chậu cũng ít thấy đấy. Thế còn cây tai chuột này bao nhiêu? Cái sinh tai chuột 3 triệu. 3 triệu. Sinh ra ngày 3 triệu rồi. À. Đây dễ ba ba lắm không ạ? Ờ, đây dễ ba ba. Bạch thủ. Con này cũng báo 3 triệu nốt thì nó tròn. Ờ, con thối 3 triệu. À đấy, 3 triệu. Bạch thủ con 33. Cho ông con 33. Ba ba con 3 rồi, con cái kia 15. Cái giá cái này gì? 15. 15. Con ngoài đấy 15 tốt. Một đồng rưỡi đấy, nhưng mà bảo 15 này ý kiến với ông thì phiền lắm. Đồng rưỡi. Đồng rưỡi. Đấy, tao vừa sửa đây, tao vừa sửa qua. Đấy, cho lên ngồi uống nước, ngắm. Rồi. Bao giờ ông làm tặng cháu cây như thế nhá? Làm đây. Đấy, con đá đây. Đá này, đá nguyên khối đấy. Thì ông đọc một số là cái cây này gửi đi thì nhanh lắm, dễ lắm. 0906 0906 225 225 376 376 đấy, ông Tị đấy. Đấy, anh em bốc đi. Bốc máy lên và bốc cây đi. Đấy. Nghe chưa? Đấy. Tròn như mâm xôi. Chấm một đá cho cái xi vào đây là khó. Đấy, đá nguyên đấy mà rất nghệ thuật, có chân đứng mà có lỗ gài được thế này thôi. Đẹp, đẹp. Ok, cảm ơn các bác.